Justin Young. Rất khéo léo, hai điểm đầu tiên của trận đấu. Và người ghi điểm không ai khác chính là số 12. Có thể thấy những pha tấn công đầu tiên của trận đấu thì đội khách đang tỏ ra hiệu quả hơn so với đội chủ nhà. Vừa rồi là hai điểm của Justin Young. Vẫn đang là Justin Young. Rất hay. Pha thi đấu solo của Justin Young. Đây là cơ hội cho các cầu thủ Thăng Long Warrior. Hai điểm quá dễ dàng từ tay của Justin Young. Triệu Hán Bình đã để mất bóng rất đáng tiếc và tạo điều kiện cho Thăng Long Warrior sánh bằng cách biệt 31 đều. Justin Young thiếu được bóng. Vẫn đang là Justin Young. Rất nhanh, hai điểm nữa cho Thăng Long Warrior. Justin Young, hai điểm cho Justin Young. Justin Young, đó là điểm thứ 6 của Justin Young. Justin Young, đột phá. Vẫn là những pha đột phá trung lộ quen thuộc của Justin Young. Justin Young. Chiếc bèo đeo rất sát Justin Young. Nhưng không truy cản được pha lệch rổ thành công của số 12, Thăng Long Warrior. Justin Young quyết định đột phá, đường chuyền cho Hưng Búng, quả tuyệt vời. Các cầu thủ Thăng Long Warrior vẫn đang thi đấu rất là hiệu quả. Và xử lý tốt của Justin Young. Justin Young quyết định đột phá, quá dễ dàng, hai điểm nữa cho Justin Young. Và đột phá của Justin Young, đó là điểm thứ 10 của Justin Young.